Người, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách sử dụng của máy Inox Router BT-E850TKW. Mời người theo dõi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt cũng như là cách sử dụng của cái máy BT-E850 này. Đầu tiên chúng ta thấy là màn hình của máy. Chúng ta sẽ lắp trực tiếp trên bề mặt của máy luôn. Nó có cái hai cái cành này. Cành này để kết nối. Đầu tiên các bạn sẽ kết nối dây cáp để liên kết giữa cái màn hình với cái máy của mình. Rồi, để trượt vô cái rãnh bên đây. Đó là xong. Tiếp theo thì sẽ cắm lên cổng USB của máy để kết nối. Rồi, tiếp theo mình sẽ cắm nguồn. Nguồn lên. Rồi, đây là màn hình hiển thị của máy. Thì nó có rất là nhiều cái chức năng để sử dụng. Đây là in ống này, in nhãn, in dây cáp và những cái chức năng bên cạnh đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành hướng dẫn bằng cách lắp ống cũng như là cách lắp mực và nhãn của máy này. Các bạn đẩy cái vào đầu này để mở nắp máy. Đây là toàn bộ những cái bên trong của máy. Đây là khe đựng mực, đựng nhãn và ống. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn lắp mực trước. Đây là cuộn mực in ống. Cái bề dày của mực này sẽ tương ứng với cái phi của cái ống mình còn in. Các bạn lắp vào nha, vào khi đường mực. Đây là cuộn nhãn. Nhãn thì nó cũng có những cái kích thước khác nhau để có thể sử dụng mục đích của mình. Đây, lắp vào nha. Nó có những cái thanh cố định này để mình giữ lại cuộn mực. Rồi, tiếp theo mình sẽ lắp ống. Đây là ống của mình. Có phi là 3.5. Thì tùy vào cái mục đích sử dụng mà các bạn sẽ có những cái kích thước khác nhau. Đầu tiên mình sẽ đưa qua cái đường này. Đường này. Để vệ sinh, cái này mình có một lực quăng để vệ sinh đó. Tiếp theo các bạn sẽ đẩy cái lẫy, cái nẹp cố định này lên để lắp ống vuông. Các bạn để xuống theo cái đường như này. Rồi cái này các bạn sẽ luồn vô cái lỗ này để đi qua giao cách. Sau khi luồn xong thì các bạn đẩy cái nẹp lại để cố định được cái vị trí in của ống. Đây là vá hoa tôm màu ở trên lòng ống. Bây giờ mình sẽ đóng lại. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn một số cái tính năng cơ bản để sử dụng cái máy này. Đầu tiên thì là in ống. Các bạn chọn vào mục đầu tiên có hình cái ống như này. Rồi các bạn nhấn, đây là những bàn phím, các bạn nhấn OK để chọn cái chế độ này. Đây là cái vùng để thao tác để in trực tiếp lên ống. Các bạn sẽ thao tác chữ gì đó lên là khá như này. Lúc in thì bạn nhấn nút này để in. Ở trên này nó chỉ hiển thị cái đầu tiên là số copy, là bạn muốn bao nhiêu bản thì bạn sẽ ấn vô. Đó. Rồi, mình sẽ ví dụ in được cái này. Nhấn OK để in. Và máy nó sẽ tự cắt cho mình luôn. Đó là sẵn ống sau khi in, nó sẽ có thông tin mình và nó sẽ cắt những cái đoạn tương ứng với ống để mình có thể dán lên những cái vật dụng mình còn sử dụng. Và bên đó còn những cái chức năng như là in nhiều nhãn một lần, in nhiều ống một lần. Thì cái này, đây là nút để tạo ra một cái nhãn mới. Và trên đó sẽ tạo ra cái số 1 và số 2. 3 thì mình, ví dụ bạn muốn in số 1 cái này, số 2 thì bạn thông tin khác. Số 3 thông tin khác.
Đó, nó sẽ tạo ra ba cái ống với cái thông tin khác nhau. Đó, nó sẽ tạo ra ba cái ống với những thông tin mà mình đã đánh trên đó. Đơn giản thôi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp tục là cái tính năng in nhãn của cái máy này. Các bạn nhấn nút Home để ra ngoài màn hình. Rồi. Các bạn xuống để chọn cái mục tạo nhãn. Và máy này thì nó có tiếng Việt nên các bạn rất là dễ sử dụng. Ok. Rồi, cái này thì nó cũng giống như ống thôi. Nó cũng thiết kế rồi in bình thường như cái ống như trước. Thì nhấn in để in. Đây là nhãn lúc mình in ra. Nó tự động cắt cho mình luôn. Đó, như này. Rồi, như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn những cái bước cơ bản để sử dụng máy này. Thì mọi thông tin chi tiết về những máy Vader hoặc là những thiết bị khác thì các bạn liên hệ đến công ty Mai Bạch để được tư vấn hoặc trực tiếp. Thì cảm ơn.